Ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận công trình xây dựng nhà văn hóa của huyện này đã bị sập giàn giáo khi đang thi công. Vụ tai nạn đã làm hai công nhân bị thương. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 9. Thời điểm trên, một số công nhân đang đổ bê tông trên sàn tầng 1 thì giàn giáo đỡ bên dưới bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn đã khiến hai công nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Kết cấu của công trình cũng biến dạng. Được biết, nhà văn hóa huyện Tuyên Hóa được đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương do Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư. Công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 với tổng diện tích xây dựng gần 2.700 m2. Theo thiết kế, nhà văn hóa này có quy mô 2 tầng và một tầng trệt bao gồm phòng khán giả có sức chứa 400 chỗ ngồi, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ. Đơn vị thực hiện xây lắp công trình là liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Quang Trương, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đức Thắng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo.